chạy lệnh deploy như sau: ng cách deploy enter. Đã hoàn tất rồi. Xin chào Việt Nam. Bài học hôm nay sẽ là Firebase deploy. Đây sẽ là bài học cuối cùng trong khóa học Angular Firebase. Ở bài này thì chúng ta sẽ triển khai web của chúng ta lên online, ai cũng có thể truy cập. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào file app.common.ts để thêm thư viện Angular Firestore Collection. Phần tiếp theo trong bài học Angular Deploy đấy là từ thư viện JSX, ta sẽ gọi behavior for subject. Tiếp theo ta sẽ khai báo thêm một hàm constant có tên là gọi get observable. Ta sẽ gọi collection từ Angular Firestore collection. Ta sẽ gọi đối tượng tab. Constant subject bằng new. Behavior subject tab vì đây là hàm nên sẽ có ngoặc tròn. Collection chấm value trên id phía hai chấm id subscribe ngoặc tròn. Mở tiếp ngoặc tròn nữa. Và hai chấm task ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Mũi tên ngoặc nhọn. Subject chấm next. Và hàm này ta gọi ra sẽ là cho ID tự tăng. Cuối cùng thì ta sẽ return subject. Ok. Ta sẽ cắt hàm vừa rồi và cho vào ở đây. Ta sẽ cho lên đầu. Chúng ta sẽ kiểm tra kéo thả trên server của chúng ta. Kéo thả ok, đã lưu dữ liệu lại ok rồi.
Tiếp đến thì trong file environment.ts ta sẽ cho vào đây, vào environment.product.ts. Ta sẽ truy cập vào folder project kanban file và chạy cmd ở đây. Ta sẽ chạy lệnh deploy như sau: ng cách deploy enter. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cho dự án của chúng ta được deploy lên trên mạng. Như vậy là quá trình deploy của chúng ta đã hoàn tất, gần hoàn tất. Đã hoàn tất rồi. Chúng ta sẽ cùng truy cập vào đường dẫn này để xem web của chúng ta hoạt động như ra sao. Chúng ta sẽ vào trình duyệt, mở một tab mới và paste đường dẫn chúng ta vừa copy vào đây. Tên web của chúng ta sẽ là k-anban-file.web.app. Các bạn có thể thấy là y hệt như local của chúng ta. Chúng ta sẽ thử xem chương trình có hoạt động trơn tru không. Là HTTPS luôn, rất là chuẩn chỉ. Thì chúng ta sẽ thêm một tab mới, nút cancel hoạt động OK. Thêm title và description cho tab. Đây là đi ngủ đủ. Ngủ đủ thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Đấy, nó sẽ vào backlog. Copy paste. Đây. Kéo thả cũng OK. Chúng ta sẽ kéo thử sang đăng. Hơi lác lác một tí, nhưng không sao. Đây, đã kéo thả được rồi. Chúng ta sẽ thử chỉnh sửa. Chúng ta sẽ giữ tham nào. Chỉnh sửa cũng đã hoàn tất. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Khóa học của chúng ta cũng đã kết thúc. Tôi hy vọng mọi người cũng có thể tự thực hành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.